Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Shalom, bình an cho tất cả chúng ta ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa một buổi chiều tốt lành để chúng ta được ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa, nghe lời của Ngài. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa được chép ở trong sách Thi Thiên đoạn 94 câu 16 cho đến câu 19. Nói thế này: ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác? Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói chân tôi trượt, thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ một điều rằng là Đức Chúa Trời Ngài chính là đấng sẽ vì cớ con cái của Ngài để đứng lên nghịch lại với kẻ dữ. Chúa sẽ là đấng binh vực cho chúng ta trước mặt những thế lực tối tăm của Satan, chính là cái nan đề lớn trong đời sống của con cái Chúa ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta biết rằng có một đấng lớn hơn những thế lực của ma quỷ đang sống ở trong chúng ta. Amen, con quý mài cho em. Chúng ta có Đức Chúa Trời ngày phù hộ bảo vệ chúng ta khỏi tất cả những cái sự quấy phá, tấn công và cám dỗ của ma quỷ. Còn những người ở trong thế gian mà không có Chúa đó quý mài cho em, thì khi họ gặp nan đề, họ sẽ rất là khổ sở, họ sẽ rất là tuyệt vọng và bế tắc, bởi vì họ không có một đấng quyền năng để giúp đỡ và giải cứu họ. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng ta có Đức Chúa Trời, Ngài chính là Giê-hô-va vạn quân. Và khi chúng ta cảm thấy bối rối, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thì chính sự nhân từ trong lời của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Lời của Chúa rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ để chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cảm thấy mình muốn buông xuôi và muốn thôi lui. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tư tưởng bộn bề trong lòng chúng ta thì sự an ủi của Chúa ở trong lời của Ngài sẽ làm vui vẻ linh hồn của chúng ta. Xin Chúa Ngài cho chúng ta buổi chiều hôm nay sẽ được vui vẻ trong lời của Chúa. Amen. Yeah, lời của Chúa sẽ khiến chúng ta được trỗi dậy để chúng ta có thể lấy lại những gì mà mình đã bị mất. Amen. Những gì mà Satan nó đã lấy của chúng ta trước đây thì trong danh Chúa Jesus Christ buổi chiều hôm nay nó sẽ phải trả lại cho đời sống của chúng ta. Amen. Và chính chúng ta sẽ là những người thực hiện việc này. Amen. Dẫu rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ là đấng dấy lên nghịch cùng với kẻ dữ và ma quỷ, nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta cũng có uy quyền ở trong danh Chúa Jesus Christ để chúng ta lấy lại những gì từ tay của Satan. Cảm ơn Chúa. Ê-sai đoạn 49 câu 25 ở trong bản dịch Kinh Thánh năm 2010 thì lời của Chúa chép thế này: nhưng Đức Giê-hô-va phán, thật những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát, chiến lợi phẩm của kẻ bạo ngược sẽ được giành lại, vì ta sẽ chống cự kẻ đối địch con và chính ta sẽ giải cứu con cái của con. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa cho chúng ta biết được một điều rằng là những cái gì mà kẻ mạnh bạo ở đây, kẻ bạo ngược ở đây, đó chính là ma quỷ, nó đã lấy đi của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể giành lại được. Chúng ta sẽ được sự giải cứu ở trong danh Chúa Jesus Christ, ra khỏi thế lực của ma quỷ. Và lời của Chúa sẽ cho chúng ta biết được làm thế nào để chúng ta có thể chống cự lại ma quỷ, làm thế nào để chúng ta có thể lấy lại những gì mà mình đã bị mất từ trong bàn tay của Satan. Buổi chiều hôm nay tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề đó là làm thế nào để chống cự ma quỷ. Ở trong Gia-cơ đoạn số 4 câu 7 chính là câu chìa khóa cho sứ điệp buổi chiều hôm nay. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là chúng ta có cái uy quyền để chúng ta chống trả lại ma quỷ. Và khi chúng ta chống trả lại ma quỷ thì nó sẽ lánh xa khỏi chúng ta. Cái từ lánh xa này ở trong Kinh Thánh tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là cái từ bỏ trốn hay là bỏ chạy. Vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta biết được một điều rằng là có một cái quyền năng rất lớn ở trong chúng ta, mà chúng ta khi nhận biết mình có cái gì ở trong tay của mình, mình có thể sử dụng nó để có thể khiến cho ma quỷ phải bỏ trốn khỏi trước mặt chúng ta. Quý vị muốn ma quỷ bỏ trốn khỏi trước mặt mình hay là chúng ta sẽ bỏ chạy trước mặt ma quỷ? Cảm ơn Chúa, tôi xin Chúa Ngài đãi cho quý vị tùy theo những gì mà mong miệng của quý vị nói ra. Amen. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể nhìn thấy được kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, nó sẽ phải bỏ chạy khỏi đời sống của chúng ta, nó sẽ bỏ chạy khỏi gia đình của chúng ta, bỏ chạy khỏi sức khỏe của chúng ta, bỏ chạy khỏi hôn nhân của chúng ta,
bỏ chạy khỏi con cái hậu từ của chúng ta. Và công việc của chúng ta cũng sẽ được phước trở lại khi mà ma quỷ bị đuổi ra khỏi công việc của chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhưng mà để chúng ta có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng được nó, thì chúng ta đọc ở vế đầu của cái câu Gia Cơ đoạn 4 câu 7 này, chúng ta sẽ thấy được một cái điều, đó là hãy phục Đức Chúa Trời. Như vậy thì đây là điều kiện tiên quyết để cho một cơ đốc nhân có sự đắc thắng ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Để chúng ta có thể chống trả lại ma quỷ và chiến thắng nó bỏ trốn khỏi chúng ta, thì chúng ta phải là những người đầu phục Đức Chúa Trời với ma chứ. Hãy đầu phục Chúa, hãy làm theo những gì mà lời của Chúa nói với chúng ta. Hãy có một tâm lòng biết vâng lời Chúa, làm theo những điều mà Chúa dạy. Thì chúng ta sẽ thấy được là khi chúng ta đầu phục uy quyền của Chúa thì chúng ta cũng có uy quyền ở trên ma quỷ. Xin Chúa ngày cho chúng ta có một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta bước đi ở trong sự công chính của Chúa thì chúng ta thấy rằng là không có thế lực của ma quỷ nào, không có một thế lực của âm phủ và địa ngục nào có thể thắng hơn được chúng ta. Amen. Xin Chúa ngày cho chúng ta có thể thắng được những cái yếu đuối ở trong xác thịt của chúng ta, chiến thắng được những cái sự tham dục ở trong chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không chiến thắng được chính mình thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ? Nếu chúng ta không chiến thắng được cái sự ham muốn, cái tôi ô uế của chúng ta thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ quý mà chứ? Xin Chúa ngày cho chúng ta có một đời sống vâng phục theo lời của Chúa. Không những chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà chúng ta cũng làm theo để chúng ta có thể nhận được phước ở trong sự mình vâng lời. Giăng nhất đoạn 5 câu 18, lời của Chúa qua sứ đồ Giăng chép thế này: chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta được sanh bởi Chúa, được tái sanh bởi Đức Chúa Trời qua lời của Ngài và Đức Thánh Linh, thì chúng ta có thể có khả năng để tự giữ chính mình khỏi những cái quyền lực của ma quỷ. Chúng ta không thể nào xâm hại chúng ta được. Chúng ta cũng không thể nào có thể làm cho chúng ta bị tổn hại trước những cái sự bắn phá, cướp giết quỷ diệt của nó. Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng cô hồn. Đúng không quý mài chị em? Tháng này gọi là tháng cô hồn đây. Nhiều người ở ngoài thế gian họ phải kiên cử, họ phải... và họ làm đủ kiểu hết để chính bản thân họ được bảo vệ khỏi những cái thế lực của cô hồn và những cái thế lực của ma quỷ. Bởi vì tháng cô hồn là gì? Tháng cô hồn hay còn gọi là tháng xá tội vong nhân có nguồn gốc từ đạo giáo Trung Quốc. Họ quan niệm rằng cứ vào ngày 2 tháng 7 âm lịch hàng năm thì Diêm Vương sẽ mở cửa quỷ môn quan cho các cô hồn hay là những linh hồn lang thang không nơi nương tựa đó trở về trần gian và đóng cửa vào đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch. Tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch hàng năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch cho đến hết ngày 29 tháng 7 âm lịch. Năm 2023, tháng cô hồn sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 dương lịch đến hết ngày 14 tháng 9 dương lịch. Tức là chúng ta vẫn còn đang ở trong cái tháng cô hồn. Tại sao tôi lại chia sẻ cái điều này? Tại vì có những con cái Chúa họ mới tin Chúa, họ thắc mắc rằng là không biết mình tin Chúa rồi mà mình có bị ảnh hưởng dưới những cái thế lực của cô hồn cách đảng hay không. Tại vì bây giờ người ngoại đạo á thì họ kiêng cử đủ thứ hết. Đây là những điều kiêng kỵ ở trong rằm tháng 7. Chúng ta nghe rồi là con cái Chúa mà chúng ta đang bị hoang mang về điều này á, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái điều này nó thật sự nó không thể ảnh hưởng trên đời sống tâm linh của chúng ta được. Những điều này nó cho dù rằng là nó có thể đúng ở trên thế gian này, nhưng mà nó sẽ không bao giờ đúng ở trên đời sống của con cái Chúa khi chúng ta bước đi trong lời của Chúa. Dưới đây là những điều cấm kỵ trong tháng cô hồn mà chúng ta cần phải tránh đối với người ngoại đạo đó. Họ cần phải tránh để mà không phải gặp xui xẻo. Thứ nhất đó là tránh bơi lội trong tháng cô hồn, đặc biệt là ở sông suối ao hồ, bởi vì ở đây âm khí rất là nhiều. Đôi khi tắm thì có thể bị ma da kéo dò. Thứ hai, không đứng gần cây đa, cây đề, bởi vì dưới gốc đa, gốc đề đó, và ban đêm có thể có rất là nhiều âm khí, có nhiều người khuất mặt, khuất mày đó. Nó sẽ làm cho chúng ta bị khốn khổ ha. Thứ tư, không treo chuông gió ở đầu giường ngủ
Theo quan niệm dân gian thì tiếng chuông gió gọi ma quỷ đến nhà gây ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ tư đó là hạn chế đi chơi đêm trong tháng của hồn, bởi vì đây là thời điểm ma quỷ. Thứ năm không gọi tên người khác hay là gào thét tên người khác vào đêm khuya, bởi vì sẽ khiến cho ma quỷ ghi nhớ tên người đó và có thể sẽ ám người đó. Thứ sáu tuyệt đối không ăn vụng đồ khi cúng của hồn. Thứ bảy không hù dọa người khác trong tháng của hồn, bởi vì họ có thể khiến cho hồn bay phách lạc và ma quỷ dễ xâm nhập vào trong chính người đó. Thứ tám không phơi quần áo vào đêm khuya, bởi vì có thể ma quỷ sẽ lấy mặt và khi chúng ta mặc lại có thể gặp những điều xui xẻo. Thứ chín không nhổ lông chân trong ngày trong tháng 7 âm lịch, tức là trong tháng của hồn đó. Bởi vì sao? Bởi vì dân gian có câu là một sợi lông chân quản ba con quỷ. Do đó vào tháng của hồn nếu nhổ lông chân thì dễ gặp phải những điều không may xui rủi. Số 10 không nên chụp ảnh selfie vào ban đêm, bởi vì đó có thể ma quỷ sẽ lọt vào trong khung hình chung với bạn. Số 11 khi đi đến nơi vắng vẻ không quay lại phía sau nhìn. Nếu có cảm giác đang có ai đó đi theo mình hoặc gọi tên mình thì bạn cũng không được phép quay đầu lại, bởi vì ma quỷ có thể trêu đùa bạn. Nếu quay đầu lại thì có thể sẽ bị rủ về cõi âm. Nhưng mà nếu mà chủ nợ mà gọi mà chúng ta không quay lại thì có chuyện nha quý vị nghe. Số 12 không được cắm đũa dựng đứng và bắt cơm, bởi vì đây là hình thức cúng tế, cho nên ma quỷ nó sẽ dễ nhầm tưởng rằng đó là đồ ăn cúng cho chúng. 13 không nên thức quá khuya, bởi vì cơ thể suy nhược dễ bị nhiễm quỷ khí. 14 kiêng mua xe cộ trong tháng của hồn, nếu cần mua thì tránh mua vào trong những ngày sát chủ, ngày kỵ thiên can địa chi tương khắc, tức là phải coi ngày coi giờ mua đó thì mới thuận lợi bình an, chứ nếu mà mua mà khác giờ khác ngày đó thì có thể sẽ gặp nhiều cái chuyện nó tiêu cực xảy ra. 15 tránh đi đâu một mình, bởi vì dễ bị ma quỷ chọc phá. 16 hạn chế làm những chuyện đại sự như là ký hợp đồng làm ăn, cưới hỏi hay xây nhà, và nếu làm thì phải xem kỹ ngài. Tôi đọc những cái điều này là bởi vì có lý do của nó. Có nhiều con cái Chúa, chúng ta là người mới tin Chúa và chúng ta là người làm ăn, chúng ta có thể chưa học lời Chúa nhiều và chúng ta không biết rằng là nếu chúng ta làm ăn hoặc là chúng ta làm việc lớn hoặc là chúng ta sinh hoạt thì cuộc sống của chúng ta có phải như bình thường hay không, hay là chúng ta phải kiêng cử cái điều này điều kia. Thì tôi xin trả lời theo lời của Chúa chứ không phải trả lời theo cái quan niệm cá nhân của tôi, bởi vì lời của Chúa chính là nền tảng và là thượng tôn trong đời sống của những người tin theo Chúa. Ở trong Galati đoạn 4 câu 8 cho đến câu 11, tôi xin đọc lời của Chúa ở trong bản dịch năm 2011 như thế này. Trước kia khi chưa biết Đức Chúa Trời, anh chị em bị bắt làm nô lệ để thờ lại các thần linh mà thật ra chẳng phải là thần linh gì. Nhưng bây giờ anh chị em biết Đức Chúa Trời rồi, đúng ra là được Đức Chúa Trời biết đến rồi, tại sao anh chị em còn quay về nhờ cậy những thần linh bất lực và chẳng ra gì ấy? Bộ anh chị em muốn làm nô lệ cho chúng trở lại sao? Anh chị em vẫn còn xem ngày, xem tháng, xem mùa và xem năm. Tôi e rằng công lao khó nhọc của tôi đã đổ ra cho anh chị em sẽ trở nên vô ích quá. Ở đây lời của Chúa qua sứ đồ Phaolô đã dạy cho những thánh đồ tại Galati rằng là chúng ta không cần phải xem ngày, xem tháng, xem mùa, xem năm nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta xem lại những điều đó thì chúng ta đang có một cái thiên hướng để quay trở về nhờ cậy những thần linh bất lực, tức là những cái thế lực ma quỷ mà trước đây nó đã từng cai trị chúng ta. Và nếu chúng ta nhờ cậy những điều đó thì chúng ta đang làm nô lệ cho những điều đó trở lại. Và Phaolô thì không muốn cho chúng ta phải trở lại làm nô lệ cho những cái điều như thế. Cho nên ông nói rằng là chúng ta là người tin Chúa rồi, chúng ta không nên quay trở lại với những điều đó. Tức là chúng ta không còn xem tuổi nữa. Xem coi là tuổi mình là tuổi sinh năm 83 là tuổi con gì ha. Con này mà nó phù hợp, thí dụ làm ăn với anh này, mà anh này anh tuổi mà khắc tuổi của tôi đó là không làm ăn được. Hoặc là anh này mà tuổi dần mà lấy cái chị kia tuổi tí hoặc là tuổi sửu gì đó là khắc tuổi, không hợp tuổi nhau. Quý mài chị em ơi, những điều đó có thể đúng đối với ngoài thế gian, bởi vì cớ họ làm nô lệ cho điều đó thì điều đó nó sẽ trở nên đúng.
Nhưng chúng ta là người tin Chúa rồi thì chúng ta không nên xem và không nên tin vào trong việc đó, quý mà cho em. Phải nhân danh để Chúa Jesus Christ con cắt bỏ tất cả những cái sự ràng buộc ở trong thuộc linh của con đối với cái tuổi của con. Và con là người tin Chúa, con không còn sống ở trong cái phận hạn nữa. Con không cần phải đi giải hạn, con không cần phải đi cúng cái này cái kia, hoặc là con phải giữ ngày tháng năm mùa. Không cần phải xem ngày hôm nay là ngày mấy, mùng 5, mùng 4, 23. Những cái ngày đó có thể đối với người thế gian họ kiên cử để làm ăn. Nhưng mà chúng ta là người tin Chúa và chúng ta là dân làm ăn, thì quý vị ơi, cứ làm tới luôn. Mà tôi nói thiệt nha quý vị nghe, tháng cô hồn là cái tháng bình an nhất. Nhà tôi ở quận Gò Vấp á, ngay cái đường Phạm Văn Chiêu á, ngay mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu, tôi mỗi ngày tôi đều nhìn thấy xe cộ chạy qua chạy lại rất là đông đúc náo nhiệt. Nhưng mà riêng trong những ngày này á, sau 9 giờ tối là bắt đầu xe cộ nó giảm đi. Sau 9 giờ là bắt đầu xe nó vắng đi, thưa đi. Tới 10 giờ là càng thưa nữa. Tới 12 giờ là hầu như là không có ai đi nhiều nữa. Chứ còn ngày thường đó quý vị, những cái ngày mà không phải thuộc trong tháng của hồn đó là đông nghẹt luôn. Thậm chí là 11 giờ khuya vẫn có người đi, mà thậm chí là muốn kẹt xe luôn đó quý vị. Tôi thấy rằng là trong tháng của hồn đó, ít người đi chơi hoặc là đi giải trí hoặc là đi làm ăn đó. Thì chính những cái tháng đó là bình an nhất. Không có tai nạn giao thông nhiều. Người ta đi đâu người ta cũng dè chừng hết, đúng không ạ? Không dám nói, không dám chửi, không dám la. Tại vì cái gì cũng sợ cô hồn cách đảng nó sẽ nhập vô mình, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Cho nên là con cái Chúa tôi thấy rằng là trong những cái ngày đó mình thấy là thật sự là rất là khỏe, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà ai đó mà tin vào trong những cái điều mà tôi vừa mới kể đó, kiên cử cái này cái này kia, chúng ta càng kiên cử thì chúng ta càng làm nô lệ cho nó. Và càng làm nô lệ thì không thể nào mà khỏe được, quý mai cho em. Khi mà gặp xui rủi một chút là bắt đầu tối mình nằm chắc tay lên trán, mình suy nghĩ không biết rằng là sáng giờ mình có nói cái gì không, hoặc là mình có gặp ai là người đầu tiên ở trong ngày, mình gặp bà bầu, hoặc là mình gặp con nít, hoặc là mình gặp đàn ông, bắt đầu mình suy diễn lung tung cả. Và thế là mình mất đi cái sự bình an và phước hạnh của Chúa. Cho nên là con cái Chúa chúng ta được tự do khỏi tất cả những cái hình thức mê tín dị đoan này. Amen. Không cần phải lo coi ngày, coi tuổi, coi hướng, coi gì hết. Con cái Chúa cũng không cần phải coi phong thủy nữa quý mà anh chị em. Thì khi như vậy đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là bình an và đầy tràn phước hạnh. Ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 15, lời của Chúa chép rằng là Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tổ tường giữa thiên hạ. Chúa Ngài đã trút bỏ những cái quyền cai trị và các thế lực của ma quỷ rồi, quý mai xem. Chúng ta là người tin Chúa, chúng ta không cần phải ở dưới cái quyền cai trị của ma quỷ nữa. Ngày trước khi chưa tin Chúa đó quý vị, nói những điều này á, là mình cảm thấy sợ lắm, đúng không ạ? Khi mà chưa có Chúa đó, ai đó mà nói đã động đến cái ngày giờ mùa tháng năm như tôi nói khi nãy đó là sợ lắm, đúng không? Thậm chí có người anh em nói với tôi rằng mục sư chia sẻ những cái sứ điệp về bùa chú trước đây đó, là những cái sứ điệp mà dường như là ở ngoài thế gian á, người ta không dám nói đến. Chỉ có thầy bùa, thầy pháp người ta mới dám đụng đến thôi. Chứ còn người dân bình thường mà gọi là không có tin Chúa đó, mỗi khi mà người ta nói đến bùa chú, tà thuật, phù thủy của ma quỷ đó là không ai dám nói hết. Tại vì sao? Nói là nó đánh liền nữa, nói là nó tấn công liền, nói là bị dính liền. Nhưng mà là người tin Chúa và đặc biệt là người được sức dầu của Chúa ở trong uy quyền của danh Chúa Jesus Christ, chúng ta thấy rằng là mình có uy quyền để chúng ta cai trị trên các quỷ và trên tất cả những cái thế lực, tất cả những cái vũ khí của chúng nó. Ở trong Luca đoạn số 10 câu 19, lời của Chúa nói thế này: Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Chúa Giêsu Ngài đã ban cho các môn đồ của Ngài có cái uy quyền để chúng ta, để các môn đồ của Chúa có thể giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Quý vị có phải là môn đồ của Chúa không? Quý vị đã có uy quyền trong danh Đức Chúa Giêsu Christ chưa? Chúa đã ban chưa? Nhưng mà quý vị có tiếp nhận chưa? Quý vị đã thực hành điều này chưa?
Amen. Tôi xin chúc mừng quý vị nếu quý vị có thể thực hành điều này ở trong đức tin nơi quý quyền của danh Đức Chúa Jesus Christ, quý vị sẽ thấy quỷ Satan sẽ từ trên trời sa xuống như chớp. Khi các môn đồ họ vâng lời của Chúa, họ đi rao giảng lời của Chúa, họ phục vụ Chúa theo cái sự sai phái của Đức Chúa Giêsu, thì họ đã vui vẻ trở về, họ nói với Chúa rằng lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Ồ, họ tự hào lắm, tôi có thể hình dung được sắc mặt của họ rất là vui đúng không ạ? Ồ, họ hào hứng, họ hồ hởi phấn khởi, họ khoe với Chúa, Chúa ơi con đuổi quỷ, mà thậm chí chưa kịp đuổi nhân danh Chúa, nó thấy mặt con là nó run rẩy, nó lẫy bẫy rồi. Ồ, ai? Dạ, quỷ nó thấy con là nó run rồi. Ai cũng vui lắm. Họ khoe với Chúa, Chúa ơi, vì danh của Chúa, vì danh của Chúa trên đời sống của chúng con mà quỷ nó cũng phục chúng con nữa. Và Chúa Giêsu ngài nói rằng là ta đã thấy quỷ Satan từ trời sa xuống như chớp. Đây chính là cái điều mà các môn đồ của Chúa trong thời bây giờ họ không nhìn thấy. Đúng không ạ? Họ chỉ thấy là quỷ ở trước mặt họ, nó phục họ thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu có thể nhìn thấy trong thuộc linh đó, đó là quỷ Satan, tức là những thế lực của ma quỷ á, nó bị sa xuống khi mà các môn đồ rao giảng lời của Chúa, khi mà các môn đồ họ phục vụ Chúa, thì vương quốc của ma quỷ bị sụp đổ đúng không ạ? Và vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng ra. Như vậy thì khi chúng ta vâng theo lời của Chúa, chúng ta thực hành uy quyền của mình ở trên các quỷ, thì thế lực của ma quỷ nó sẽ bị rúng động. Trong thế giới thuộc linh, nó có một cái sự biến đổi. Cho nên ma quỷ nó biết được ai là người có thể ảnh hưởng trên vương quốc của chúng. Quý vị có muốn mình là người ảnh hưởng trên vương quốc của ma quỷ không? Hay là quý vị muốn vương quốc của ma quỷ ảnh hưởng lại mình? À, trong sự phục vụ Chúa đó thì tôi phải giúp đỡ, tôi phải cầu nguyện, tư vấn cho rất là nhiều trường hợp. Có những trường hợp là khi mà tôi cầu nguyện cho họ, họ kinh nghiệm được sự bình an, họ ngay lập tức được giải phóng, họ được ăn ngon ngủ yên. Nhưng mà sau đó một vài ngày trở lại thì chuyện đâu trở lại đó. Và tôi cảm thấy rằng là quá sao ngộ vậy? Vừa rồi mấy ngày trước mình cầu nguyện đuổi quỷ ra, bây giờ quỷ nó vẫn còn ở trong đấy. Và dường như rằng là người đó càng tệ hơn nữa. Thì Chúa ngài nói với tôi một điều rằng là quỷ bị đuổi ra, nhưng mà nó không phải là đi vĩnh viễn. À, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là ma quỷ nó có thể bị tạm đuổi ra, nhưng mà nó sẽ tìm cái nơi khô khan để nghỉ đúng không? Và nếu mà không có cái chỗ khô khan để nghỉ thì nó sẽ nhớ lại cái nhà mà nó vừa mới ra khỏi. Và khi mà nó trở lại thì nó sẽ trở lại với bảy quỷ khác dữ hơn nó nữa. Nếu một đời sống không nuôi mình ở trong lời của Chúa, nếu đời sống mà chúng ta không đầu phục Chúa và sống với Chúa mỗi ngày, không gìn giữ cái sự phước hạnh của Chúa, thì ma quỷ nó sẽ tìm cách trở lại. Và đời sống người đó sẽ khốn khổ hơn trước. Cho nên chúng ta cần phải bước đi ở trong lời của Chúa, quý mài chè, cần phải có lời Chúa mỗi ngày. Cho nên những ai tôi cầu nguyện cho họ, giúp đỡ, giải cứu, tư vấn cho họ, thì tôi luôn nhắc với họ rằng là các anh chị em cần phải ghi nhớ cái điều này. Đó là làm sao mỗi ngày mình cần phải có ít nhất là 10 phút để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Đừng bao giờ quên Kinh Thánh, lời của Chúa. Bởi vì nếu lòng mà không có lời của Chúa thì nó giống như là một cái tờ giấy mà rung rinh trước gió vậy đó. Gió thổi chiều nào giấy nó sẽ bị cuốn theo cái chiều đó. Cho nên cần phải có lời Chúa. Và cần phải có sự cầu nguyện nữa. Bởi vì nếu không có lời Chúa và có sự cầu nguyện thì ma quỷ trở lại và nó sẽ thèm chúng ta nhiều lắm. Và chúng ta không biết cách để làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái sự giải cứu của Chúa cho đời sống của chúng ta. Và trở lại với lời của Chúa, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngài ban cho các môn đồ của ngài có cái uy quyền và quyền phép để trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Theo như Ma-thi-ơ đoạn 10 câu số 1. Khi một người sống ở trong sự đầu phục Chúa và đi theo Chúa, trở thành môn đồ của Chúa, thì người đó sẽ có cái đặc quyền để nhận lãnh quyền phép trừ tà ma trên đời sống của chính mình. Chúa Giêsu không ban quyền phép trừ tà ma cho bất cứ người nào tin nơi Chúa. Đúng không? Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng là Chúa ban quyền phép trừ tà ma trên 12 môn đồ, là những người họ vâng phục Chúa và họ đến với Ngài. Đoàn dân đông đi theo Chúa, họ tin nơi Chúa đúng không ạ?
họ theo Chúa cũng là mỗi ngày đó. Tại vì mỗi ngày đều có hàng ngàn người theo Chúa. Nhưng mà trong hàng ngàn người đó, đâu có phải là Chúa ngài ban cho tất cả những người đó cái quyền để trừ tà ma đâu, đúng không? Chỉ có những môn đồ của Chúa, 12 môn đồ của Chúa, họ là những người trung tín theo Chúa, thì họ có quyền phép để trừ tà ma và chữa lành các thứ tự bệnh. Và trong 12 môn đồ đó có 7 môn đồ khác cũng được Chúa ngài ban cho quyền phép để trừ quỷ nữa. Vậy thì chúng ta thấy được một điều rằng là để chúng ta có thể có thể thực hành cái uy quyền và quyền năng ở trên ma quỷ thì chúng ta cần phải bước vào trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta không phải chỉ là những người theo đạo, theo cái kiểu tôn giáo, nhưng mà chúng ta là những người phải bước vào trong mối quan hệ với Chúa Giêsu. Và khi chúng ta nói về mối quan hệ thì chúng ta biết rằng là trong một mối quan hệ nó có từng mức độ khác nhau. Có mức độ sơ sài, có mức độ trung bình và có mức độ mật thiết. Mà người nào càng có mức độ tương giao mật thiết với Chúa Giêsu Christ thì người đó sẽ càng có cái uy quyền để trừ quỷ và chữa lành nhiều hơn hết những người khác. Chúng ta thấy rằng là trong các môn đồ của Chúa ai cũng có thể chữa bệnh hết. Nhưng mà riêng sứ đồ Phi-e-rơ thì ông chữa lành theo kiểu đặc biệt. Ông không dừng lại, ông cầu nguyện cho từng người. Nhưng mà cái thánh nói rằng là ông chỉ cần ông đi ngang qua cái bóng của ông á, nó có thể chữa lành được cho người khác. Mà mình thấy rằng là Phi-e-rơ đã kinh nghiệm được một cái mức độ tương giao mật thiết với Chúa. Đến nỗi mà ông không cần cầu nguyện, nhưng mà sự hiện diện của Chúa ở trong ông có thể đem đến sự chữa lành cho người bệnh nữa. Và tôi cảm ơn Chúa đã chứng kiến và kinh nghiệm điều đó trên đời sống của mình. Bất cứ khi nào mà tôi cầu nguyện, tôi tìm kiếm Chúa, tôi bước vào trong cái chỗ mật thiết để có thể cầu nguyện tìm kiếm Chúa, thì khi bước ra khỏi cái chỗ đó, lời của Chúa ra từ mồm miệng của mình có quyền năng để khiến cho quỷ nó không thể nào có thể ẩn nấp ở trong đời sống của những người mà nó áp chế được. Có những khi tôi chưa kết thúc cái giờ rao giảng lời Chúa, đang rao giảng lời Chúa thì quỷ lộ ra ngay lập tức quý mà chứ. Giống y như trong thời Kinh Thánh khi Chúa Giêsu ngài giảng lời của Đức Chúa Trời ở trong nhà hội đó, quỷ nó la lên. Và tôi cảm ơn Chúa bởi vì Kinh Thánh ngày hôm nay vẫn còn ứng nghiệm như trong thời của Chúa Giêsu. Ma quỷ có thật, trận chiến tâm linh có thật. Và khi chúng ta ở trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu Christ thì thế lực của ma quỷ nó cũng nhận biết nữa quý mà chứ. Nó biết được ai là người có đời sống cầu nguyện mật thiết hay không, ai là người có sự hiện diện của Chúa nhiều hay không. Có thể tôi không nhìn thấy được ở trong thuộc linh của quý vị, nhưng mà trong thế giới tà linh ma quỷ nó nhìn biết chúng ta từng người một luôn, quý vị tin không? Ở trong cái chỗ sáng á, mình có thể mình nhìn thấy chỗ sáng, tôi thấy tất cả anh chị em ở đây. Nhưng mà nếu mà tôi nhìn vào trong cái phòng tối ở trong kia đó, đứng ở đây mà nhìn vô trong chỗ tối, chắc chắn không thấy gì trong đó, đúng không ạ? Nhưng mà từ trong cái chỗ tối đó mà nhìn ra đây, thấy rõ từng người một, đúng không ạ? Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đang sống ở trong sự sáng ở đây. Có thể chúng ta nhìn vào trong cái vương quốc tối tăm á, chúng ta không nhìn thấy được cái điều gì hết. Nhưng mà trong vương quốc của sự tối tăm đó quý vị, nó nhìn ra chúng ta, nó thấy rõ từng người một, ai mặc áo gì, màu gì, nó biết hết. Tôi dùng ví dụ đó để cho quý vị thấy rằng là trong thế giới thuộc linh nó thật, rất là thật. Chỉ có những ai không có biết Chúa và chưa được tái sanh, tâm linh của họ đang ở trong sự chết đó, thì họ mới không cảm nhận điều này mà thôi. Nhưng mà là con cái Chúa được tái sanh, chúng ta ở trong sự sống của Chúa, chúng ta sẽ biết rõ được từng cái sự hoạt động của thế giới tâm linh, nó ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta một cách thực tế như thế nào. Cho nên là con cái Chúa, là người theo Chúa, chúng ta cần phải có sự nhạy bén ở trong thuộc linh. Có những nan đề trong cuộc sống nó xảy ra là bởi vì có cái thuộc linh nó ảnh hưởng trên cái thuộc thể của chúng ta. Quý vị nên nhớ nha, thuộc linh nó quan trọng hơn thuộc thể. Nếu thuộc linh này mà yếu đuối, thuộc thể nó cũng sẽ bị yếu đuối theo. Nếu thuộc linh mà không có Chúa thì thế giới tà linh của ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta. Tại sao là có bóng tối quý bà chị em? Tại vì khi chúng ta tắt tất cả bóng đèn, tắt tất cả ánh sáng thì sự tối tăm nó sẽ tự nhiên nó ùa đến, đúng không?
Nếu mỗi cây đang sống mà chúng ta cắt mất cái gốc của nó thì dĩ nhiên cái sự chết nó sẽ đến trên cái cây đó. Đó là cái chuyện tự nhiên rồi. Nếu không có sự sống, chắc chắn sự chết 100%. Nếu không có Chúa Giêsu và sự sống của Ngài thì cái sự chết và quyền lực tối tăm của ma quỷ nó sẽ ảnh hưởng trên thế giới của chúng ta một cách rất là rõ ràng. Cho nên là con cây Chúa, bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy nan đề xảy ra trong gia đình của mình, quý vị ơi, đừng đổ lỗi cho nhau, nhưng mà hãy xem coi rằng là cái thế lực nào của ma quỷ nó đang tấn công chúng ta, cái kẻ nào nó đang ảnh hưởng trên vợ, trên chồng của chúng ta. Có những khi Chúa thôi thúc tôi để tôi cầu nguyện cho chính mình và cũng như cầu nguyện cho vợ của tôi, cho cầu nguyện cho con của tôi nữa, bởi vì lúc đó tôi cảm nhận rằng là ma quỷ nó đang dương cung để mà bắn vào trong gia đình của tôi. Và nếu không cầu nguyện làm sao mình biết được cái điều đó xảy ra quý mạng chen. Cho nên Chúa ngày nói rằng là chúng ta phải tỉnh thức, khôn ngoan và cầu nguyện. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi, chúng ta hãy khôn ngoan, tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì trong ngày cuối cùng ma quỷ nó sẽ tấn công chúng ta nhiều hơn. Nếu chúng ta thiếu sự cầu nguyện, gia đình, hôn nhân của chúng ta, sức khỏe, tài chánh, con cái, công ăn, việc làm nó cứ như thế này nè quý vị. Nó lật qua lật lại, nó bất ổn định, nó không ổn định được. Rồi chúng ta có thể là chúng ta đâm ra, chúng ta oán giận người này, người kia, rồi đổ lỗi cho cái việc nọ. Nhưng quý mài chèm ơi, cái cốt lõi nằm ở trong thuộc linh của chúng ta. Phi rơ nhất đoạn 5 câu 8 cho đến câu 10, lời của Chúa nói thế này: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng là có một cái kẻ thù nghịch với chúng ta, đó là ma quỷ, nó như sư tử rống rình mò chung quanh chúng ta. Nếu ma quỷ không thể nào mà tiêu diệt cơ đốc nhân thì có lẽ ma quỷ nó sẽ không phí thời gian nó đi rình mò chung quanh chúng ta, đúng không quý mà cha? Nhưng mà ma quỷ nó biết rằng là sẽ có những người mà nó có thể nuốt được, nó có thể tiêu diệt được, nó có thể làm cho họ bị khốn khổ được. Cho nên nó mới bỏ công nó rình mò chung quanh. Và để chúng ta có thể chiến thắng được, phát hiện được cái sự rình mò này và những cạm bẫy của nó, chúng ta cần phải có sự tiết độ và tỉnh thức. Tôi rất thích cái cụm từ tiết độ đây. Cái từ tiết độ ở trong tiếng Anh ấy là cái từ self control, tức là có một cái sự tiết chế, tức là mình có một cái sự tự. Dạ xin quý vị có thể tắt được cái âm thanh được không ạ? Dạ tại vì tắt âm thanh nó cũng là một trong những cái phần tiết độ. Tại hôm nay là ngày của Chúa mà, cho nên chúng ta cần phải tiết độ trong việc chúng ta sử dụng điện thoại. Mà tôi cứ thấy lạ một điều đó là cứ lúc mà tôi giảng là y như là điện thoại nó cứ gọi tới tóc. Đây cũng là một trong những cái điều mà ma quỷ nó cũng tấn công cho thuộc linh đó quý vị ha. Dạ, lại thêm một người nữa. Thấy chưa, tôi nói không bao giờ sai hết quý mà chứ. Ở trong tối nó nhìn ra thấy được chúng ta như thế nào đó. Ở trong tối nó nhìn ra thấy chúng ta ngồi đây nghe lời Chúa đúng không? Thế là nó bắt đầu nó tìm cách, nó nhắn tin, nó điện thoại chúng ta. Tôi không nói là cái người liên lạc quý vị là ma quỷ, nhưng mà ma quỷ nó có thể xui khiến, nó làm cho nhiều chuyện nó xảy ra và chúng ta bị chi phối. Cho nên chúng ta cần phải khôn ngoan để chúng ta cảnh giác điều này. Cái từ tiết độ đây đó là một cái sự tiết chế bản thân, tức là mình có một cái giới hạn, mình có một cái sự kiềm chế bản thân thân mình. Và cái sự tiết độ này có thể áp dụng ở trên tính khí của con người chúng ta nè quý vị. Đôi khi một người mà chúng ta kiểu mà mình quá ư là cởi mở, mà mình quá ư là thân thiện với mọi người khác quá, và khi mình thân thiện quá mức, điều đó nó sẽ trở nên ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như là bạn bè chúng ta đến cuối tuần nó rủ chúng ta, thôi bây giờ một tuần làm việc vất vả rồi, bây giờ cuối tuần rồi mình đi nhậu một cái. Rồi nếu mà mình không tiết độ, mình không có một cái sự dè chừng, mình không có sự tiết chế bản thân mình,
Có thể mình sẽ say yes, tức là mình sẽ cho phép mình đi chung với lại những người bạn của mình. Hoặc là nếu chúng ta là một người dễ mến, một người đàn ông ga lăng, lịch thiệp, mà có nhiều cô gái xung quanh chúng ta nhìn thấy chúng ta, họ có thể họ quý mến chúng ta, họ nhắn tin, họ làm quen. Và nếu chúng ta không tiết độ thì có thể lắm hôn nhân, gia đình, tình cảm của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng xấu. Cho nên chúng ta cần phải có một sự tiết độ, tức là nó giống như là một cái phanh ở trong một cái xe. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đi đúng hướng và an toàn. Nếu một cái xe chạy tốc độ cao mà không có phanh, không có cái thắng, thì cái xe đó nó sẽ dễ bị gặp tai nạn lắm quý mà chị em. Cho nên chúng ta phải luôn luôn sống tiết độ. Đừng bao giờ chúng ta cho phép mình chơi xa láng, sáng dậy sớm. Cái đó có thể là trước đây khi chưa tin Chúa chúng ta có thể nói được, nhưng bây giờ đã tin Chúa rồi, quý vị ơi, chúng ta cần phải sống tiết độ và tỉnh thức. Được không ạ? Thì như thế ma quỷ nó sẽ không thể nào có thể nuốt chúng ta được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự với ma quỷ. Bởi vì cái trận chiến này là trận chiến dành cho tất cả mọi anh em, chị em, con cái Chúa trên toàn thế giới. Nó không miễn trừ bất cứ một ai hết quý mà chị em. Ma quỷ cũng không miễn trừ luôn cả mục sư. Nếu mà tín đồ, nếu mà mỗi một tín đồ mà có một con quỷ nó tấn công, nó cám dỗ, nó lôi kéo mỗi ngày đó, thì tôi nghĩ rằng là người hầu vị Chúa, quỷ chắc nó phải sai tới gấp 10 lần hơn để mà nó cám dỗ ông mục sư đó, đúng không? Đúng không quý mà chị em? Ở đây tôi không nói tiêu cực, tôi cũng không muốn rằng là mục sư nào chúng ta bị tấn công, bị cám dỗ hết. Nhưng mà chúng ta có thể hình dung được ở trong cái sự khôn ngoan của mình đó. Giả sử bây giờ mình muốn cho kẻ thù của mình nó thất bại như thế nào, thì chúng ta phải có cái mưu kế, đúng không? Chúng ta phải sai đến một cái lực lượng để mà có thể ảnh hưởng được trên kẻ thù của mình. Và nếu kẻ thù mình càng đông càng mạnh thì mình càng phải có lực lượng mạnh hơn nữa. Như vậy thì chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và hãy cầu nguyện cho nhau. Hãy cầu nguyện cho nhau, hãy cầu nguyện cho người bạn ở trong hội thánh của mình, và cũng cầu nguyện luôn cho cả những mục sư, những tôi tới Chúa như chúng tôi. Amen. Hãy luôn cầu nguyện cho các mục sư. Cho dù tôi mạnh mẽ thế nào chăng nữa thì tôi vẫn luôn cần có lời cầu nguyện và khích lệ của vợ tôi, của người nhà của tôi, ba mẹ tôi, và cũng như là của toàn thể quý con cái Chúa trong hội thánh. Tại vì tất cả chúng ta đều ở trong trận chiến thuộc linh. Amen. Chúng ta sẽ luôn luôn cần có nhau để hỗ trợ cầu thay cho nhau. Đừng bao giờ trở thành cái người nối giáo cho giặc. Tức là thay vì mình cầu nguyện cho bạn của mình, nhưng mà bây giờ mình nó nghịch lại với bạn của mình. Thấy chưa? Đó, tuần trước không chịu đi nhóm cho nên là ma quỷ tấn công đáng đời. Quý vị ơi, đừng như vậy. Dĩ nhiên điều đó nó có thể hợp lý, nhưng mà chân lý của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta phải mặc lấy tình yêu thương để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Amen. Chúng ta là người cùng một chiến tuyến hay là chúng ta là khác chiến tuyến ông quý mài chị em? Nếu giả sử tôi đi cùng với quý vị ra chiến tuyến hay ra chiến trận đi, mà quý vị biết rằng là tôi không ưa quý vị có dám đi chung với tôi không? Lúc nào tôi cũng nói xấu quý vị hết. Lúc nào tôi cũng, thí dụ quý vị ngủ cái tôi thọt quý vị, hoặc là tôi hù quý vị, hoặc là tôi cứ nói tầm bậy tầm bạ không à, quý vị sẽ cảm thấy là không tin tưởng nơi tôi, đúng không? Và giả sử mà hai người đang ở trong một chiến hào mà đang ảnh hưởng đến mạng sống của mình, chắc chắn là quý vị sẽ bỏ chạy khỏi tôi, đúng không? Không biết lát nữa nó rút lựu đạn, nó quăng bên kia hay là nó quăng như mình. Cho nên chúng ta cần phải xác định rằng là chúng ta là anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu Christ. Amen. Có những lẽ thật kinh thánh để trang bị cho chúng ta trong sự nhận biết và chống cự ma quỷ trong cuộc chiến tâm linh này. Thứ nhất, đó là chiến lược của ma quỷ, đó là tiêu diệt qua sự đe dọa, làm cho sợ hãi và cô lập. Ngược lại với mục đích của Đức Chúa Trời, đó là khai phóng và phát triển cơ đốc nhân thông qua sự đau khổ và lời công bố của đức tin. Ma quỷ nó luôn luôn tìm cách để gọi là cô lập những con cái Chúa, làm cho họ cảm thấy sợ hãi, làm cho họ cảm thấy bị đe dọa. Và nó có thể cắt đứt luôn cả sự liên lạc của họ với những con cái Chúa khác. Cho nên chúng ta thấy rằng là có những con cái Chúa họ sau khi tin Chúa,
thì họ bị gia đình đe dọa, họ bị những người không tin Chúa ở trong gia đình bắt đầu cô lập người đó. May mà không bỏ Chúa ha, tao sẽ cắt cái phần cơm của mày. Mày mà theo Chúa ha, cái nhà này sẽ thuộc về thằng Út chứ không phải thuộc về mày. Nhà cơm thì còn qua nhà anh Phú ăn được đúng không? Chứ còn cái cắt luôn cái nhà, cắt luôn cái phần đất là căng ha, mấy tỷ à. Lúc đó quý vị có dám để mà đứng với Chúa không? Nó đe dọa chúng ta đó quý vị. Nếu quý vị can đảm mà đứng với Chúa, nói Chúa ơi con thà con trắng tay, con bước đi đây Chúa, con không có cần những cái thứ vật chất tạm bợ đó, con sẵn sàng con trở thành con số đông để con theo Chúa. Amen. Chúa ơi sẽ bảo vệ con và gìn giữ con. Bây giờ con có chết mà trong cái sự nghèo thiếu không có cái gì trong tay hết, con sẵn sàng con chết vì cơ Chúa. Amen. Khi quý vị nói như vậy đó, quý vị sẽ trở thành một ứng cử viên sáng giá cho người được phước của thiên đàng. Tôi chưa bao giờ tôi thấy cái người nào mà sẵn sàng vì cớ Chúa và tính lành từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, đất ruộng mà không bao giờ nhận được phước ở trong đời này và trong đời sau hết quý mà chứ. Cho nên hãy can đảm và dạn dĩ, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ chối Chúa, đừng bao giờ bỏ sự nhóm lại quý mà chứ. Ví dụ công ty tăng ca trong ngày chủ nhật, quý vị ơi hãy can đảm để nói rằng là không, ngày chủ nhật là ngày tôi thờ phượng Chúa, tôi sẵn sàng tôi bỏ mấy trăm ngàn tăng ca đó, tôi đi nhóm thờ phượng Chúa. Chúa sẽ ban phước cho tôi từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy. Đuổi hả? Chấp nhận luôn quý vị. Tôi tin rằng là khi quý vị sẵn sàng để mà làm theo đúng lời Chúa, Chúa sẽ thương xót và Chúa sẽ có cách để cứu chúng ta. À, tôi nhớ cái lời làm chứng của mẹ tôi khi mà mẹ tôi còn đi làm ở trong trung tâm y tế quận 5. Mẹ tôi nói rằng là cái thời gian đó khi mà trực ở trong ngày chủ nhật đó, tức là trực từ sáng đến tối đó, là cơ quan sẽ trả 300 ngàn. 300 ngàn cách đây mà 20 năm về trước là nhiều lắm á. Xin lỗi, hơn 20 năm về trước, tức là 30 năm về trước, lúc mà tôi còn là một đứa nhỏ 10 tuổi đó, tức là cao gấp đôi. Ngày thường là đã là 150 rồi, mà ngày chủ nhật á, mà đi trực á, làm việc trong ngày chủ nhật á, là gấp đôi luôn. Cái thời gian đó là như là vàng là cũng gần không 500 chỉ. Vậy hả? Tức là năm chín mấy á, năm chín mấy. Đúng rồi đó. Thì đó, nếu mà một ngày mà được 300 ngàn là gần chỉ vàng rồi đó. Nhưng mà mẹ tôi vẫn can đảm để mà nói rằng là không. Và cảm ơn Chúa rằng Chúa ngày thương xót và Chúa ban phước cho ba mẹ tôi ngày hôm nay, là bởi vì cớ ba mẹ tôi biết được cái gì là ưu tiên, cái gì là đáng giá hơn. Xin Chúa cho chúng ta có thể can đảm để mà dám trả giá đi theo Chúa. Đôi khi ma quỷ nó biết chúng ta cần cái gì đúng không quý mạng cha em? Nó sẽ treo toàn ten cái thứ đó trước mặt chúng ta. Nếu mà nó thấy mình thèm tiền thì nó sẽ đem tiền đến nó dụ dỗ chúng ta. Nếu mà nó biết rằng chúng ta thèm gái thì nó sẽ tìm cách để nó kêu những cái cô gái hot girl đó quyến rũ chúng ta để mà bỏ nhóm đi chơi trong ngày chủ nhật, đúng không ạ? Và nhiều thứ khác lắm quý mà chị em. Cho nên chúng ta cần phải có sự khôn ngoan để nhìn biết được cái chiến lược của ma quỷ. Nó tìm cách để nó đe dọa, làm cho sợ hãi và cô lập chúng ta. Cơ đốc nhân có hai cái lỗi mà ma quỷ nó sẽ vui thích khi mà thấy cả hai điều này trong đời sống của cơ đốc nhân. Thứ nhất đó là không tin rằng có quyền lực của ma quỷ. Thứ hai đó là tin có ma quỷ nhưng mà lo sợ quá mức đối với ma quỷ. Có hai loại cơ đốc nhân nữa, tức là không tin gì hết, nói ngày hôm nay không có ma quỷ gì hết, ngày hôm nay làm gì còn ma quỷ nữa, đuổi mấy người hội thánh ngũ tuần hay là ân tứ gì đó, đuổi quỷ là đến từ ma quỷ thì có, chứ làm gì mà ngày hôm nay Chúa Giêsu đã chịu chết cho thập giá rồi, làm gì còn ma quỷ nữa. Những người đó thì họ không tin có ma quỷ cho nên họ không có cầu nguyện đuổi quỷ. Nhưng mà có một dạng thứ hai, đó là lo lắng quá mức.
thổi phồng quá mức về quyền lực của ma quỷ, cho nên là không dám đá động đến ma quỷ, không dám cầu nguyện đuổi quỷ, không dám xúc phạm đến ma quỷ, bởi vì cớ sợ nó sẽ tấn công mình. Cho nên ma quỷ nó sẽ rất là vui thích khi mà có hai điều này ở trong đời sống của cơ đốc nhân. Nhưng mà chúng ta là người khôn ngoan, chúng ta cần phải có sự quân bình. Chúng ta không coi thường thế lực của ma quỷ, mà chúng ta cũng không có đề cao quá mức đối với nó. Chúng ta cần phải nhận biết được thế lực của ma quỷ, nó đằng sau những năng đề của chúng ta, và chúng ta cần phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ of Nazareth chấm dứt tất cả những công việc của chúng nó, và nó phải rời xa khỏi gia đình của chúng ta, rời xa khỏi hôn nhân gia đình của chúng ta, rời xa khỏi hội thánh của chúng ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị có tin rằng là ma quỷ nó có thể xen vào trong hội thánh và làm cho hội thánh bị tan nát không? Có những tà linh ma quỷ nó xen vào trong hội thánh đó quý ông bà chị em. Khi mà nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta chủ quan hoặc là chúng ta thỏa hiệp với ma quỷ, tà linh nó có thể đi vào trong hội thánh. Tôi đã từng thấy có những điểm nhóm hội thánh mà họ đã nhóm được hơn 100 người ở trong một thời gian dài. Nhưng mà sau khi có mục sư quản nhiệm tại đó, ông sa ngã ngã vì cớ đời sống tình cảm, ngay lập tức cái điểm nhóm đó sụp xuống và không còn một người nào nhóm nữa quý mà chị em. Cho đến bây giờ nó trở thành một cái nơi hoang vu luôn. Cho nên tôi nhìn thấy rằng ma quỷ nó có thể đi vào trong một cái hội thánh và phá nát hội thánh đó nếu người mục sư hoặc là tín đồ mở cửa cho tội lỗi. Nơi nào có tội lỗi, nơi đó ma quỷ nó sẽ rất là thèm quý mà chị em. Nói giống như cá mập vậy đó, cứ nghe mùi máu là nó sẽ được thu hút đến. Cho nên chúng ta cần phải sống ở trong sự thánh khiết và đừng cho phép ma quỷ nhân diện. Amen. Hội thánh nếu có bất hòa với nhau thì chúng ta phải tha thứ cho nhau. Nếu hội thánh có gì đó mà ghen tị với nhau thì chúng ta cần phải giải quyết cái điều đó. Nếu không thì chúng ta sẽ nhận lấy cái hậu quả rất là khủng khiếp. Cho nên chúng ta cần phải biết mưu kế ma quỷ nha quý vị nghe. Đừng để cho nó thắng hơn chúng ta bởi vì có những cái mưu kế của nó. Thứ hai, Đức Chúa Trời Ngài là nguồn của mọi điều tốt lành và Satan chính là tác giả của cái ác. Gia Cơ đoạn 1 câu 13, lời của Chúa chép rằng là chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta đừng có đổ thừa cho Chúa, nhưng mà hãy biết rằng là ma quỷ chính là kẻ cám dỗ và gây ra những cái năng đề trong đời sống của chúng ta. Chúa cho phép cái điều đó xảy ra để tôi luyện chúng ta, chứ không phải là cho phép điều đó nó xảy ra là để chúng ta sa ngã vào điều đó. Có những khi chúng ta, tôi thấy cái điều này nè, đó là ma quỷ chưa cám dỗ chúng ta, nhưng mà chúng ta cám dỗ ma quỷ. Quý vị để ý với tôi nha. Tức là khi lối sống của chúng ta chiều theo cái đam mê sắc thịt đó, chúng ta sẽ cám dỗ ma quỷ nhiều hơn. Đúng không ạ? Có những người họ cứ đi tìm rượu bia, đúng không? Thì ma men nó sẽ mò vào. Có những người họ đi tìm trai gái, những cái tình cảm sai trật, thì linh tà dâm nó sẽ đi vào. Có những người họ cứ đi tìm thuốc lá hoặc là những cái chất kích thích khác, thì ma quỷ nó sẽ mò đến. Chứ ma quỷ chưa kịp cám dỗ người ta thì người ta đã cám dỗ nó rồi. Cho nên đôi khi ma quỷ nó cũng mệt mỏi lắm với những cái đốc nhân yếu đuối, đúng không? Nó nhiều khi tao muốn cám dỗ tụi nó mà tụi nó cứ cám dỗ tao hoài. Có trường hợp á, có trường hợp là con cái Chúa đang ngồi trong buổi nhóm hội thánh, buổi nhóm chưa kết thúc nữa, nhắn tin cho bạn chưa tin Chúa ở ngoài, nói: ê mày, lát nữa đi nhậu nghe, tao đi nhà thờ xong đi nhậu nghe. Quý vị thấy không, có những cái trường hợp là mình cám dỗ nó, chứ không phải nó cám dỗ mình. Để cho chúng ta có thể thắng được ma quỷ, chúng ta cần phải thay đổi lối sống quý mà chàng. Không phải chỉ là thay đổi về cái nhận thức của mình mà thôi, nhưng mà chúng ta phải thay đổi luôn cả cái lối sống, những cái thói quen, những cái thói hư tật xấu của chúng ta, để mình có thể chiến thắng được thế lực của ma quỷ. Điều thứ ba,
đó là có hai chương trình nghị sự cạnh tranh cho mỗi người trên hành tinh này. Tất cả mọi người đều phải ở dưới hai cái điều này. Thứ nhất đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời là sẽ sống, và thứ hai đó là chương trình của Satan là sẽ chết. Mỗi một người trên hành tinh này đều phải bị chi phối bởi hai điều này. Nếu một người chọn đứng với Đức Chúa Trời và ở dưới cái kế hoạch của Chúa thì họ sẽ được sự sống và bình an. Còn nếu mà họ khước từ chương trình của Chúa mà chọn chương trình của Satan thì họ sẽ ở dưới cái sự chết và hủy diệt. Trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 10 lời của Chúa chép rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dữ dằn. Ở đây lời của Chúa nói với chúng ta rằng là kẻ trộm, tức là ma quỷ, nó chỉ đến cướp, giết, hủy diệt mà thôi. Nhưng mà ai mà chọn đi theo Chúa, trở thành chiên của Chúa thì họ được sự sống và được sự sống dữ dằn. Quý vị cần phải tin, quý vị cần phải tin chắc chắn điều này. Có thể bây giờ tôi chưa thấy phước, tôi chưa thấy được sự sống của Chúa, tôi chưa thấy được tôi được dữ dằn. Nhưng quý vị cần phải tin rằng là chúng ta đang trên đường đi đến chỗ dữ dằn. Và phải sống bởi đức tin nha quý mài chị em. Chứ kiểu mà chúng ta vừa mới tin mà chúng ta chưa thấy phước đâu hết, cái chúng ta vội vàng, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta nói theo Chúa không thấy phước đâu hết. Ông mục sư đó, ông giảng thịnh vượng mà tôi không thấy thịnh vượng đâu hết. Cho nên là con cái Chúa chúng ta cần phải xác định đức tin của chúng ta là phải tin cho đến cuối cùng. Và phải tin xác quyết, tin bằng tất cả mạng sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy phước của Chúa đến với chúng ta. Ba mẹ tôi có kể về một người cô, một người chị em lớn tuổi. Trước khi tin Chúa đó thì bị nợ vài trăm triệu. Nhưng mà sau khi tin Chúa thì tạ ơn Chúa, Chúa ban phước cho cái vườn ổi của nhà của chính cô ấy nó ra trái. Và ổi đó là ổi chất lượng quý vị, ổi xuất khẩu đó, ra trái nhiều đến nỗi mà có thể bán được với giá cao và sau đó có thể trả được vài trăm triệu trong vòng một thời gian ngắn mà thôi. Tôi thấy rằng là thật sự khi chúng ta đi theo Chúa và chúng ta tin cậy Chúa thì Chúa có thể ban phước cho công việc của chúng ta theo cách của Chúa. Chúa không đem một đại gia hoặc là một người tỷ phú đến cho tiền chúng ta sau khi chúng ta tin Chúa. Nhưng mà Chúa sẽ ban phước cho mọi công việc của tay chúng ta làm được thịnh vượng. Chúa khiến cho cái xe của chúng ta cũng có đắt khách nữa. Chúa khiến cho cái tiệm tạp hóa nhỏ của chúng ta có thể thu nhập nhiều hơn bình thường. Wow, đó là cách của Chúa quý mài chị em. Đừng nhìn vào trong bắp tiền của mục sư hoặc là cái quỹ của thánh. Sao hội thánh không có cho tôi đồng nào hết? Sao mục sư cũng không cho tôi đồng nào hết? Quý mài chị em ơi, Chúa cho nhiều hơn. Chúa cho theo cách của Chúa. Mục sư giảng không đúng không? Tức là nhiều khi giảng xong là không có bao thư luôn, nhưng mà vẫn vui vẻ nhiệt tình đó mà giảng để cho con cái Chúa được phước. Cảm ơn anh Phú. Anh Phú nói câu này tôi rất là được khích lệ. Nhiều khi chiều trời mưa như thế này nè quý vị, lúc trưa đi thì nắng đúng không, mà lúc về mưa gió như thế này không nhận được một cái gì hết, nhưng mà tôi vẫn vui vẻ cao giảng lời của Chúa, bởi vì tôi biết rằng là phần thưởng trên trời của tôi lớn lắm và dân sự của Chúa được phước. Nhiều người nhắn tin cho tôi và nói rằng cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư, lời của mục sư hôm nay giảng được khích lệ. Em được khích lệ rất là nhiều. Có những người họ muốn tôi cầu nguyện cho họ, nhưng mà tôi cũng lấy làm tiếc và tôi nhắn cho họ rằng là xin lỗi, bởi vì tôi bận quá, tôi không có thời gian để mà nhắn tin trò chuyện nhiều với từng người một. Thậm chí là tôi một ngày tôi chỉ có thể tôi cầu nguyện cho hai người là tối đa. Tại vì sao? Cứ một người nửa tiếng thì hai người là một tiếng là tôi hết giờ rồi. Chứ nếu mà bây giờ cứ mỗi một người mà tôi nói chuyện một tiếng đồng hồ đó là một ngày là tôi chịu không nổi. Thì không có đủ sức đâu để mà cầu nguyện cho từng người. Và sau này nếu mà nhiều người quá thì tôi cũng không thể nào mà trả lời nhắn tin cho từng người một được. Cho nên là tôi biết được cái giới hạn của mình. Nếu quý vị muốn được phước của Chúa, hãy tìm đến với hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa... Buổi sáng thì tôi ở tại Hội Thánh An Sương, ở địa chỉ là 36/9 quốc lộ 22, ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.
Còn buổi chiều chủ nhật thì tôi thường hay đến ở tại điểm nhóm ở tại khu vực Lộc Hưng. Địa chỉ ở đây là gì anh Phú ha? Đường 787. Phường Lộc Hưng. Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Và để kiếm được điểm nhóm ở đây đó quý vị, dễ lắm quý vị. Quý vị cứ đến ngã ba Lộc Thanh và nhìn bên tay phải, nếu quý vị từ ngoài Trảng Bàng đi vào thì quý vị sẽ thấy ngay ngã ba Lộc Thanh, ở bên góc bên tay phải nó có một cái nhà có cái xe nước mía rồi. Có cái xe nước mía ngay trước nhà đó. Hoặc là quý vị hỏi rằng là nhà của cô Út Lý, vợ chồng của cô chú Út Lý ở đâu, thì họ, mọi người, người ta sẽ chỉ cho quý vị. Chứ còn bản thân tôi thì tôi cũng không thể nào mà có thể nhắn tin cầu nguyện cho riêng từng cá nhân được quý mài che. Cảm ơn Chúa. Rồi thứ tư, trận chiến tâm linh là có thật. Ở trong Galati đoạn 5:17, lời của Chúa nói rằng là vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh, thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dựng ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Khi chúng ta sống theo xác thịt thì chúng ta ở dưới cái quyền cai trị của tội lỗi. Nhưng mà nếu chúng ta sống theo thánh linh của Chúa thì chúng ta sẽ được tự do khỏi tất cả những điều của xác thịt. Hãy sống theo thánh linh quý mài chị em, hãy sống theo thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải có một đời sống nên thánh và tin kính Chúa, thì những cái điều xác thịt nó sẽ không thể ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta được. Có một người chị em nhắn tin với tôi, nói mục sư ơi, chồng em về chửi em là cái con quỷ cái, tại vì cái người chị em này cứ suốt ngày nghe lời Chúa ở nhà, tại vì chồng thì chưa tin Chúa ha, rồi mình thì ở nhà, rồi mình chăm con, rồi con đi học, rồi nguyên ngày ở nhà rảnh cứ nghe lời Chúa. Nó, em nghe lời Chúa nhiều lắm mục sư, nghe bên Mỹ rồi bên Úc rồi mục sư ở Việt Nam, từ Bắc cho đến Trung cho đến Nam em nghe hết. Cái hỏi rằng là việc nhà thì em có làm đầy đủ không, có bữa có bữa không. Tôi nói rằng là em phải thay đổi, tại vì nếu mà em không thay đổi thì sao, chồng em nó sẽ chửi hoài. Cho nên mình khôn ngoan nhất đó là mình phải làm tròn vẹn hết tất tật việc nhà trong nhà đi, rửa chén, quét nhà, lau dọn nhà cửa, không có một cái gì chê trách được thì ông chồng sẽ không bao giờ chửi được. Nếu mà mình nghe lời Chúa, mình được thay đổi đó, thì người chồng sẽ thấy được đời sống của mình và người chồng nó cũng sẽ tin Chúa sau này nữa. Và đặc biệt khi mà chồng của mình chửi mình á, người chồng chưa tin Chúa mà chửi mình á, mình im lặng, mình chịu đựng, mình tha thứ cho người ấy, thì lúc đó mình mới có thể ảnh hưởng trên chồng của mình. Còn nếu chồng mình chửi một câu, mình chửi là hai câu, nó chửi mình quỷ cái cũng đúng. Xin lỗi, tôi không có phải là muốn làm cho cái điều này nó trở thành cái nỗi buồn của người chị em đó. Nhưng mà Chúa nói rằng là chúng ta có thể ảnh hưởng trên chồng chưa tin Chúa của chúng ta, đúng không? Qua đời sống của chúng ta, qua cách ăn ở của chúng ta. Chúng ta có thể ảnh hưởng trên vợ chưa tin Chúa của chúng ta, qua đời sống tinh kính của chúng ta. Khi chúng ta sống theo thánh linh của Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ không chỗ trách được. Amen. Người bước đi theo thánh linh của Chúa sẽ luôn yêu thương chồng, yêu thương con của mình. Đừng bao giờ bỏ bê gia đình của mình cả. Người bước đi theo thánh linh của Chúa cũng không bao giờ vô trách nhiệm với vợ con của mình. Amen. Tôi tin rằng là khi chúng ta bước đi theo thánh linh của Chúa thì Chúa sẽ dạy chúng ta những gì chúng ta nên làm và những gì chúng ta không nên làm, để danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Có thể người phối ngẫu của chúng ta chưa tin Chúa, bắt bớ chúng ta, nhưng mà Chúa cho phép điều đó nó xảy ra trong một thời gian ngắn. Sau một thời gian ngắn đó, Chúa sẽ thăm viếng và thay đổi tấm lòng của người kia, và người đó sẽ biết rằng là chúng ta thật sự là người thánh của Chúa, và chúng ta không có sống theo xác thịt, chúng ta không sống giống như người ngoài ở trong thế gian này. Ở trong Timôthê thứ 2 đoạn 3:12, lời của Chúa nói thế này: vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Chúa nói rằng là những ai sống một cách nhân đức theo lời của Chúa ở trong Chúa Giêsu Christ thì người đó sẽ bị bắt bớ. Chúa có thể chuộc chúng ta ra khỏi những tội lỗi bằng huyết của Ngài, nhưng mà Chúa không chuộc chúng ta ra khỏi những sự bắt bớ.
À, đây là một trong những lẽ thật mà nhiều con cái Chúa chúng ta cần phải biết. Trong Thánh không có một chỗ nào hứa với chúng ta rằng là nếu chúng ta theo Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ không bị bớ nha. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta một điều rằng là nếu chúng ta muốn sống nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ bị những người không tin Chúa khác bắt bớ chúng ta. Và sứ đồ Phaolô đã từng bị bắt bớ. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn số 11 câu 23 cho 27 thì Phaolô ông đã nói rằng là ông đã bị nguy với trộm cướp nè, nguy với giữa dân mình nè, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Quý vị thấy không? Một vị sứ đồ thánh của Chúa vẫn gặp nguy với lại những người giả dối nữa. Bị bắt bớ đủ kiểu hết đúng không ạ? Chứ không phải là hầu vì Chúa sướng đâu. Cho nên chúng ta sống theo lời của Chúa, chúng ta sẽ bị những người ngoài, những người không theo Chúa bắt bớ chúng ta. Thậm chí là có những tín đồ yếu đuối cũng bắt bớ chúng ta nữa quý vị. Cho nên khi chúng ta bị bắt bớ thì chúng ta đừng có vội nản lòng, đừng có ngạc nhiên đó. Ủa sao con sống như thế này mà Chúa? Sao Chúa không thương con hay sao mà Chúa để cho chồng con suốt ngày cứ chửi con hoài? Chúa không thương con sao mà để cho vợ cứ leo đầu con cổ con ngồi? Quý vị ơi, nếu chúng ta nhận biết rằng mình sống theo đúng sự nhân đức, sống một cách tốt lành hoàn hảo theo lời của Chúa, cái điều đó nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Sau cái thời gian thử thách đó, Chúa sẽ cất nhắc chúng ta lên và Chúa sẽ ban phước chúng ta. Giăng đoạn 16 câu 33, lời của Chúa nói rằng là các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúa nói rằng là chúng ta sẽ có sự hoạn nạn đó, nhưng mà chúng ta hãy vững lòng bởi vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa, hãy công bố rằng tôi là người chiến thắng thế gian. Tôi sẽ chiến thắng được cái nan đề này sau này. Chồng tôi sẽ không chửi tôi nữa, vợ tôi cũng sẽ không chửi tôi nữa bởi vì cớ họ ghen ghét Chúa. Nhưng mà tôi sẽ là người chiến thắng được nan đề đó. Cảm ơn Chúa. Và tôi sẽ nhắc nhở cho những người nữ, những người nữ mà chúng ta có chồng rồi đó, chúng ta cũng nên khéo léo trong việc chúng ta, nếu mà chồng chúng ta chưa tin Chúa và chúng ta nhắn tin cho mục sư nào đó đó, thì quý vị cũng nên khéo léo đừng để cho ma quỷ nhân dịp. Tại vì khi chúng ta nhắn tin cho mục sư đó mà người chồng của chúng ta kiểm tra tin nhắn, người chồng của chúng ta thấy mình nhắn tin cho mục sư đó mùi mẫn quá, và đặc biệt là mình nhắn tin trong đó mà nói xấu ông chồng nữa, quý vị ơi, nguy hiểm. Chúng ta đừng cho ma quỷ nó có một cái nhân dịp nào hết nha. Cho nên tôi nhắc cho quý vị trước, chứ không thôi á, sau này á, không phải chửi chúng ta quỷ cái không đâu. Chửi là không biết cái thằng Trương Anh Tuấn đó là cái thằng quỷ đực nào mà nó lại quyến rũ vợ mình là bà tôi nữa. Cho nên đừng bao giờ nói xấu chồng của mình. Nhắn tin cho tôi biết tình trạng đó được rồi. Bởi vì nếu mà những tin nhắn đó mà chồng mình biết được đó, nó sẽ không hay cho hôn nhân, hạnh phúc gia đình của chúng ta. Rồi điều cuối cùng, đó là danh phận của chúng ta là ở trong đấng yêu thương chúng ta, đó là Chúa Giêsu Christ, và Ngài đã hy sinh vì cơ chúng ta. Ở trong Roma đoạn 8 câu 37, lời của Chúa chép rằng là trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Chúng ta nói trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tôi nhờ Chúa Giêsu là đấng yêu thương tôi mà tôi thắng hơn tất cả những điều đó mọi phần. Không có nan đề nào có thể chà đạp được tôi, không có nan đề nào có thể chèn ép được tôi cả. Ma quỷ hoặc là cô hồn cách đảng hoặc là cái thế lực của ma quỷ nào, nó cũng không thể nào làm cho mình thất bại được quý mài che. Thật sự khi mà chúng ta đối diện với thế lực của ma quỷ, ngay cả tôi không sợ thế lực vô hình của ma quỷ, nhưng mà e ngại nhất đó là cái dạng gọi là quỷ sống đó quý vị, đúng không? Cái dạng mà kiểu mà họ thuộc về ma quỷ và bị ma quỷ nó xui khiến. Tôi nhớ khi mà gia đình của chúng tôi mới tin Chúa và dọn đến sống ở tại khu vực Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp á, thì cái người hàng xóm bên cạnh nhà chúng tôi đó không có tin Chúa, và cái người đó là người sử dụng bùa chú tà thuật
rất là ghét Chúa. Và khi cái người này, người đàn ông này biết gia đình của chúng tôi, ba mẹ chúng tôi, cả nhà chúng tôi đi theo Chúa và không có đi dự những cái buổi đám giỗ hoặc là đám tiệc của họ có thờ cúng á, thì họ tự nhiên họ ghét chúng tôi. Và nhiều khi đi ngang qua nhà là chửi rủa chúng tôi một cách vô cớ. Thậm chí có buổi là ném đá lên mấy nhà chúng tôi nữa. Và chúng tôi cứ im lặng cầu nguyện, tha thứ cho người đó và chúc phước cho người đó. Và một thời gian trôi qua mười mấy năm chúng tôi ở đó, thì chúng tôi không một lời chửi rủa người đó. Nhưng mà Chúa khiến cho người đó phải chết bởi vì một cái bệnh nan y. Và khi cái người đó nằm xuống chết như vậy thì ba mẹ tôi vẫn qua đó để mà viếng tang bên đó. Chúng tôi biết rằng là thế lực của ma quỷ ở trong cái con người đó khiến cho người đó chống đối lại với chúng tôi. Cho dù chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện cột trói quỷ phá công việc của chúng nó, nhưng mà phải hơn 10 năm, hơn mười mấy năm chúng tôi phải sống ở trong cái nan đề như vậy đó quý vị. Cho nên ma quỷ chúng ta đối diện với nó, chúng ta nhân danh Chúa Jesus Christ of Nazareth, ta truyền lệnh cho mày phải lui ra, thì có thể nó lui ra liền. Nhưng mà đối với những con quỷ sống giống như tôi nói khi nãy đó, lâu lắm quý vị, có thể mười mấy năm. Đi đường ban đêm chúng ta không sợ ma quỷ, nhưng mà chúng ta sợ con hồn cách đảng nó chặn đường chúng ta, nó quýnh chúng ta, đúng không? Chúng ta sợ có những cái thế lực của kẻ gian ác nó sẽ xâm hại chúng ta. Cho nên chúng ta hãy vừa cầu nguyện, vừa tỉnh thức và khôn ngoan tiết độ. Đừng bao giờ thách thức quyền lực của ma quỷ. Đừng bao giờ nói rằng ôi mấy cái thứ đó nhầm nhòi, tôi đi thử xem coi xem nó dám làm gì tôi không. Nếu mà chúng ta nói như vậy chúng ta sẽ có thể gặp họa đó. Quý vị ơi, chúng ta cần phải khôn ngoan. Chúng ta không thách thức và chúng ta cũng không có sợ hãi, nhưng mà chúng ta cần phải biết được chúng ta đang đối diện với điều gì và nó sẽ không bao giờ có thể làm hại được chúng ta. Và lời kết cho sứ điệp này đó là chúng ta cần phải có sự chống cự lại với ma quỷ. Bất cứ khi nào quý vị nhìn thấy cái dấu vân tay của ma quỷ ở trong gia đình của mình, ở trên hôn nhân của mình, ở trên sức khỏe của mình, ở trên tài chánh của mình, quý vị ơi, chúng ta cần phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ of Nazareth, phải chấm dứt công việc của mày và đi ra khỏi gia đình của ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Nhưng mà điều quan trọng đó là quý vị có nhận biết được thế lực của ma quỷ nó đang hành động ở trên những cái lĩnh vực đó hay không? Nợ nần là công việc của Satan, đúng không ạ? Bệnh tật cũng là công việc của Satan. Gia đình không hạnh phúc cũng là cái hậu quả của Satan gây ra, đúng không ạ? Nếu ma quỷ nó không cám dỗ thì người chồng sẽ không bao giờ ngoại tình. Nếu ma quỷ nó không có cám dỗ người ta thì người vợ cũng sẽ không bao giờ lén phén với người khác. Cho nên chúng ta cần phải biết được ma quỷ nó hành động như thế nào. Ở ngoài thế gian đó, người ta bây giờ có một cái dạng gọi là dạng bùa yêu. Chẳng hạn như là bây giờ hai vợ chồng đã cưới nhau rồi, cái người chồng thấy vợ mình cũng đẹp gái, dễ thương, nhiều người quý mến, bây giờ sợ rằng là có người nào đó bỏ bùa vợ mình hoặc là quyến rũ vợ mình, thì bắt đầu người chồng đi mua cái bùa để giữ vợ mình, gọi là bùa giữ vợ. Quý vị có nghe cái điều này chưa? Tôi có đọc qua và tôi thấy rằng là điều này nhiều người làm lắm, tại vì sợ là mất vợ cho nên là phải bỏ bùa vợ mình. Nhưng mà tôi chỉ quý vị nghe là con cái Chúa, chúng ta không cần phải bỏ bùa vợ hoặc là bỏ bùa chồng của mình, chúng ta chỉ cần cầu nguyện với Chúa thôi. Amen. Tại vì thật ra cái bùa đó đó quý vị, nó không có là cái gì hết á. Tôi hiểu được cái bùa yêu đó là khi mà cái ông thầy bùa đó, ông ếm vô cái lá bùa đó, ông cầu nguyện ha, ông gọi cái tên thần của ông á là hãy đi theo cô gái đó, đi theo cái chàng trai đó để giữ chân của người đó ở lại trong gia đình. Vậy thôi. Thật ra cái bùa nó chỉ là cái lời cầu nguyện của cái ông đó cho cái người đó, chứ nó không có cái gì hết. Và chính cái lời cầu nguyện đó, khi mà cái người mà mua đó có đức tin đó, thì ma quỷ sẽ hành động. Cho nên là con cái Chúa, tại sao chúng ta không nhờ mục sư cầu nguyện cho vợ, cho chồng của mình? Quý vị có bao giờ cầu nguyện cho chồng, cho vợ mình không? Alo.
Có đúng không ạ? Nếu mà thấy mình cầu nguyện vẫn chưa hiệu quả, hãy đến gặp tôi hoặc là gặp một sư thiết ở đây để nhờ chúng tôi cầu nguyện cho vợ, cho chồng của quý vị. Tuần trước tôi có nói về trường hợp của Sarah đúng không ạ? Nhà Sarah vợ của Abraham đó. Khi mà Sarah đẹp gái quá bị ông vua Ai Cập bắt về làm vợ của mình, thì Abraham đã cầu nguyện xin Chúa ngài đem vợ của mình về. Và thế là Sarah đã về được nhà. Quý vị thấy không ạ? Có quyền năng ở trong lời cầu nguyện, giữ vợ, giữ chồng của chúng ta. Không cần phải nhờ đến bùa chú tà thuật gì hết á. Trong lời cầu nguyện của chúng ta có quyền năng. Amen không chị Hương? Amen. Hallelujah. Tôi biết rằng cái giờ này là cái giờ bị cám dỗ, cái giờ thử thách lớn nhất. Tại vì sao? Mưa trời mát, nó dễ buồn ngủ lắm. Năng đề gì chị? Chị nói đâu, tôi sẽ cầu nguyện chị. Bây giờ cũng đã kết thúc rồi. Em của ông Tuấn mất. Bây giờ chị muốn sao? Bây giờ chị muốn cầu nguyện sao đây? Dạ. Dạ. Rồi cho tôi gửi lời chia buồn đến gia đình của Tuấn nha chị nha. Dạ, tại vì tôi không biết cái chuyện này mới xảy ra tới thầy phải không? Chị mới nhận. Đó, chúng ta thấy rằng là ma quỷ, nếu mà chúng ta không có sự cầu nguyện á, một người không có Chúa và không có sự cầu nguyện đó, ma quỷ nó có thể khiến cho người đó đi đến cái chỗ chết, cái chỗ mà gọi là tuyệt vọng. Cho nên là con cái Chúa chúng ta cần phải tỉnh thức và chúng ta cầu nguyện chống cự lại ma quỷ nha. Rồi xin mời chúng ta cùng nhìn đứng lên và tôi sẽ cầu nguyện. Rồi chúng ta hãy cùng với tôi, chúng ta công bố những lời đầu tiên như sau. Trong danh Đức Chúa Giêsu, con là người đắc thắng. Chúa Giêsu ở trong con. Ngài là đấng lớn hơn mọi kẻ ở trong thế gian này. Và không có quyền lực của ma quỷ nào có thể làm hại con được. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Satan mày phải nghe đây. Mày phải rời xa khỏi ta. Rời xa khỏi giấc ngủ của ta. Rời xa khỏi gia đình của ta. Rời xa khỏi sức khỏe của ta. Ra khỏi công việc của ta. Ra khỏi cuộc đời của ta. Trong danh Đức Chúa Giêsu. Con bày gãy tất cả những sự rủa xả trong cuộc đời của con. Tất cả mọi sự rủa xả di truyền từ tổ phụ. Mọi sự nghèo thiếu. Mọi sự nợ nần. Mọi sự bệnh tật. Mọi sự thất bại. Ở trong công việc. Nó phải bị chấm dứt ở trên đời sống con. Trong danh Đức Chúa Giêsu. Con đã được Chúa Giêsu Christ chuộc ra khỏi những sự rủa xả. Con là người được phước của Chúa. Con được chữa lành. Được bình an. Được giải cứu ra khỏi nợ nần. Con được thịnh vượng. Được giàu có. Được sung mãn. Và Chúa ơi, những lời hứa phước hạnh của Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm cho đời sống của con. Gia đình của con sẽ được hạnh phúc. Dòng dõi con cái con sẽ được phước. Công việc của con sẽ được đặt ở đằng đầu. Và con sẽ trở thành nguồn phước cho gia đình của con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhờ Ngài mà con chiến thắng được ma quỷ. Được thay đổi số phận của con sau này. Con không còn ở dưới sự rủa xả nữa. Nhưng mà con sẽ là người được phước. Ma quỷ phải bị quỷ phá. Ở trên cuộc đời của con. Nó phải bị đi ra khỏi đời sống của con. Không được phép ở trong con nữa. Không được phép ở trong gia đình của con. Không được phép ở trên con cái của con. Ở trên sức khỏe và tài chánh của con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Hỡi Satan, mày phải đi ra khỏi ta. Đi ra khỏi ta.
đi ra khỏi ta, không được quyền ở trong ta nữa, không được quyền quay trở lại một lần nào nữa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin được cầu nguyện. Hallelujah. Chúa ơi, Chúa ơi, cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay cho chúng con biết rằng là chúng con có một đấng quyền năng ở trong chúng con. Và danh của Ngài là Giêsu Christ. Nhờ danh của Ngài mà các quỷ phục chúng con, Chúa ơi. Và chúng con cảm ơn Ngài bởi vì có quyền năng ở trong danh của Ngài khiến cho chúng con có thể cai trị trên quyền lực của ma quỷ. Chúng con không sống ở dưới sự sợ hãi. Chúng con cũng không sống ở trong sự khinh suất đối với thế lực của ma quỷ. Nhưng xin Chúa cho chúng con sống ở trong sự quân bình của lời Chúa. Để chúng con nhận biết rằng chúng con có uy quyền cho ma quỷ và chúng nó không thể nào xâm phạm đến tất cả những lĩnh vực thuộc về chúng con. Trong danh của Chúa Jesus Christ of Nazareth, con ra lệnh cho quyền lực của ma quỷ và những linh của sự tối tăm, những linh cướp giết quỷ diệt đến từ âm phủ và địa ngục, mày phải đi ra khỏi gia đình của con cái Chúa giờ phút này. Mày phải đi ra khỏi cuộc đời của từng người chúng ta trong danh của Chúa Jesus Christ. Mày không được phép gây ra những sự ly tán hoặc là những sự xung đột, những sự bất hòa cãi vã trong gia đình, ở trong hôn nhân, ở trên con cái, ở trên sức khỏe và công ăn việc làm của chúng ta trong danh của Chúa Jesus Christ. Còn công bố rằng tất cả những gì mà trước đây ma quỷ đã từng gây ra những sự hỗn độn, gây ra những sự bừa bộn ở trong cuộc đời của chúng con, thì giờ đây nhờ ơn của Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ khiến cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng con sẽ được sắp đặt lại trở lại một cái trật tự trong danh của Chúa Jesus Christ. Nó không còn là một đống hỗn độn nữa, Chúa ơi. Nhưng xin Chúa ngài cho cuộc đời của chúng con sẽ được phước trở lại, trật tự và ngay ngắn trở lại trong danh của Chúa Jesus Christ. Con bày gãy tất cả những cái lời nó nghịch lại với từng người chúng con giờ phút này. Tất cả những cái bùa chú, bùa ếm, tà thuật của ma quỷ nó phải bị quý phá trên đời sống của chúng con trong danh của Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi sự kiên cử của thế gian, những cái sự phong thủy, những cái mê tín dị đoan, nó không thể ảnh hưởng cho gia đình của chúng con được. Không thể ảnh hưởng cho cuộc đời của chúng con được trong danh của Chúa Jesus Christ. Hỏi Satan, mày phải nghe đây, mày phải đi ra khỏi gia đình của từng con cây Chúa giờ phút này. Mày phải đi ra khỏi công việc của họ trong danh của Chúa Jesus Christ. Mày phải đi ra khỏi tài chánh, sức khỏe và gia đình, hôn nhân của họ trong danh của Chúa Jesus. Cảm ơn Chúa Jesus bởi vì lời của Chúa cho chúng con biết rằng chúng con có thể chống cự được ma quỷ. Chúng con có thể chống cự được chúng nó và cho chúng nó nằm dưới bàn chân của chúng con. Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con không thể nào làm hại chúng con được bởi vì Chúa ở trong chúng con lớn hơn một kẻ trong thời gian này. Cảm ơn Chúa Jesus. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cho chúng con được tiếp tục ở trong Ngài và những lời của Ngài cũng ở trong chúng con. Để chúng con có thể cầu xin mọi điều chi mình muốn thì sẽ được điều đó. Lạy Chúa, cuộc sống sung mãn phước hạnh thuộc về chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài bởi vì có Ngài chúng con có được tất cả. Có Ngài chúng con sẽ có được cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Cảm ơn Chúa. Chúng con xin dâng ơn Chúa đời sống của chúng con trong tay của Chúa. Tất cả mọi sự ngợi khen, sự chúc tụng, vinh hiển, quyền năng, oai nghi thuộc về Ngài. Và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.